Xin chào cô và tất cả mọi người. Con tên là Lê Nguyễn Thị Hương, năm nay con 11 tuổi. Ba từ khó nói về con là trung thực, hiếu thảo và tự tin. Mong mọi người hãy cổ vũ cho con. Hôm nay con xin trả bài cho cô về nợ bài cho cô về 6 quy trình học thông minh, gồm có 6 bước chuẩn bị bài ở nhà, 3 việc nên làm ở trường và 4 việc khi đi học về. Con xin phép đọc 6 bước chuẩn bị ở nhà. 1. Đọc tiêu đề bài. 2. Đọc cách một bé một lớn. 3. Đọc câu hỏi cuối bài. 4. Đọc nội dung. 5. Đánh dấu những nội dung để trả lời những câu hỏi. 6 là vẽ sơ đồ hình ảnh, sketch note hoặc mind map để tóm tắt bài học. Xin phép đọc. 3 việc nên làm ở trường là 1 là giơ phải hỏi khi chưa hiểu bài. 2. Giơ tay phát biểu. 3 là giảng lại bài cho bạn chưa hiểu. 4 việc nên làm ở 4 việc khi đi học về là 1 là 4 việc khi đi học về. 1. Nghỉ ngơi thư giãn. 2. Xem lại bài trong ngày hôm đó. 3. Hoàn thành bài tập trong ngày hôm đó. 4. Chuẩn bị bài cho ngày mai. Con xin nhập bài quy trình học thông minh của con đến đây là kết thúc. Bye bye cô và tất cả mọi người.